Ngày 14 tháng 11 chắc chắn là một ngày đặc biệt với Semesis và Xoài Non, bởi cuối cùng thì họ cũng đã chính thức trở thành vợ chồng. Và đúng như sự mong đợi của dân tình, đám cưới của cặp đôi nổi tiếng Semesis Xoài Non hoàn toàn xứng đáng với chữ khủng và khiến người ta phải trầm trồ mãi không thôi. Streamer giàu nhất Việt Nam Semesis tên thật là Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989, và Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, là cặp chú cháu nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội. Cả hai quen nhau vào cuối năm 2018, thời điểm mà Xoài Non còn chưa đầy 18 tuổi. Tới tháng 9 năm ngoái, Semesis cầu hôn bạn gái thành công khi nàng mới chỉ 17 tuổi. Đến khi Xoài Non tròn 18 tuổi, cặp đôi mới tổ chức đám cưới. Đám cưới hoành tráng nhất nhì năm 2020. Ngay từ khi có thông báo chính thức từ phía Semesis và Xoài Non, hội hóng hớt đã nhanh chóng dự đoán đây là đám cưới hoành tráng nhất nhì trong năm nay. Kết quả đúng như dự đoán, Semesis đưa nàng về dinh bằng siêu xe BMW i8 có giá 7,5 tỷ và đám cưới được tổ chức ở tòa nhà cao nhất Việt Nam, Vinpearl Luxury Landmark 81. Hàng loạt các yếu tố như khách mời, trang phục cô dâu, dàn xe sang đi đón dâu cũng rất long trọng. Quà cưới của gia đình hai bên dành cho Semesis và Xoài Non cũng không phải dạng vừa, với vàng đeo kín tay, chỉ cổ. Thế này, bảo sao mà cô dâu chú rể không cười tít mắt cho được chứ? Chú rể là tài phiệt đời thứ hai. Được biết thì Semesis là con trai út của công ty sở hữu chuỗi cửa hàng xe máy ở Sài Gòn và vùng lân cận. Ngoài ra, gia đình Semesis còn kinh doanh bất động sản và sở hữu nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa. Bản thân Semesis sở hữu chiếc BMW i8 hơn 7 tỷ đồng, căn hộ hạng sang và bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ. Đó cũng là lý do khiến cho Semesis có nickname là streamer giàu nhất Việt Nam. Nhan sắc lộng lẫy của cô dâu và chiếc váy cưới 28 tỷ. Một điểm nhấn cực mạnh trong đám cưới Semesis Xoài Non là nhan sắc của cô dâu. Vẫn biết thì cô nàng là một trong những hot girl nổi tiếng trên Instagram, nhưng vẻ xinh đẹp không tì vết của Xoài Non vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ. Đám cưới Semesis Xoài Non diễn ra cả ngày, nhưng mà Xoài Non thì vẫn giữ chọn nụ cười tươi rói rói cho mọi khoảnh khắc. Ngoài ra, chiếc váy cưới 28 tỷ được đính 6 viên kim cương trước ngực của Xoài Non cũng khiến dân tình bàn tán xôn xao. Dàn khách mời toàn gương mặt có số có má trên mạng xã hội. Trong đám cưới của Semesis Xoài Non, ngoài hai nhân vật chính, dân tình còn dành nhiều sự quan tâm cho hội bạn thân và khách mời của họ. Dàn YouTuber và streamer có tứ hoàng streamer gồm có đội Missy, Virus, Bilbil, Linh Ngọc Đàm, Mithy, Winbu, Rambo, Quang Cuốn, Windy, K7. Phía gái xinh Instagram cũng hoành tráng không kém với những cái tên quen thuộc như Paul, Võ Ngọc Trân, Bảo Hân Helia, Winston Nhật Anh, Uyên Vi, Chu Thị Khánh Vân. Ngoài ra, ngày vui của Xoài Non còn có sự xuất hiện của Choi Phạm, Tâm Nguyễn, con gái và con rể của đại gia Minh Nhựa. Cuối cùng thì MC trong đám cưới của cặp đôi nổi tiếng Semesis Xoài Non là VJ Điển Trai Quốc Bảo. Một số chương trình lớn mà cô Bảo từng góp mặt như Umbala, Giá Chữ Gì, Saturday Radio. Anh còn được khán giả trẻ yêu mến khi thường xuyên xuất hiện với vai trò là MC tại các chương trình dành cho sinh viên. Bây giờ thì mời các bạn hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp nhất trong lễ cưới của cặp đôi nổi tiếng Semesis Xoài Non. Chúc cho đôi bạn trăm năm hạnh phúc và sớm sinh quý tử nha!